Xin chào cả nhà. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Và ngày hôm nay thì lại là tối thứ tư rồi. Chúng ta sẽ lại cùng nhau quay trở lại đây để chia sẻ và khám phá những kiến thức xung quanh vấn đề điều trị và chăm sóc da mụn cùng bác sĩ Ngọc nhé. Hằng ngày thì chúng ta vẫn thường nói với nhau rất nhiều về phụ tử lỗ chân lông và vẫn thường hỏi nhau những cách để giúp khắc phục tình trạng lỗ chân lông to và làm sao để có thể làm thông thoáng lỗ chân lông. Vậy thì các bạn có bao giờ tự hỏi lỗ chân lông là gì? Và ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc sẽ đưa ra cho các bạn khái niệm về lỗ chân lông và sẽ giúp cho các bạn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi làm sao để giúp cho lỗ chân lông luôn thông thoáng. Các bạn có biết rằng trên cơ thể một người trưởng thành trung bình thì có đến 5 triệu lỗ chân lông và tính riêng trên da mặt thôi thì có đến khoảng 20.000 lỗ chân lông. Vậy thì lỗ chân lông là gì? Thì lỗ chân lông chính là những lỗ nhỏ nằm trên da làm nhiệm vụ giúp cho da bài tiết dầu và mồ hôi. Và chúng ta có hai loại lỗ chân lông khác nhau. Loại thứ nhất thì là lỗ chân lông mồ hôi, là những lỗ chân lông giúp cho da bài tiết mồ hôi ra bên ngoài và nằm rải rác toàn bộ diện tích da của trên cơ thể. Và lỗ chân lông mồ hôi thì thực chất rất là nhỏ và chúng ta sẽ không thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường được. Và lỗ chân lông mồ hôi thì cũng sẽ không gây ra những lo ngại về mất thẩm mỹ ở trên da. Loại thứ hai thì là lỗ chân lông dầu. Thì lỗ chân lông dầu còn được kết nối với cả một tuyến bã. Và khi chúng ta nói đến tình trạng lỗ chân lông to hay là bít tắc lỗ chân lông thì chính là đang đề cập đến lỗ chân lông dầu. Và các bạn biết không, lỗ chân lông dầu thì còn được gọi là nang lông. Và nang lông thì lại có nhiều ở vùng da mặt này, ngực này, lưng này và rải rác ở một số vùng da khác trên cơ thể. Nhưng nang lông thì sẽ tuyệt đối không có ở lòng bàn tay và lòng bàn chân các bạn ạ. Và cùng làm rõ một chút thì nang lông chính là phần lõm xuống của thượng bì, là phần trên cùng của bề mặt da chúng ta. Và nang lông thì trong đó có chứa sợi lông và được tiếp cận với tuyến bã. Và để dễ hiểu thì các bạn hãy tưởng tượng như thế này, thượng bì da của chúng ta giống như là một mặt phẳng như thế này, thì nang lông sẽ là phần lõm xuống của mặt phẳng đó. Và bởi vì thượng bì lớp trên cùng của chúng ta là lớp sừng, vậy nên là trong nang lông, cái thành của nang lông thì cũng sẽ có được lót bởi tế bào sừng. Và cộng với việc là có một tuyến bã đổ vào trong nang lông thì bây giờ chúng ta đã có combo hai thành phần, đó là tế bào sừng và bã nhờn, là hai yếu tố rất quan trọng để hình thành nên một nhân mụn, giống như là trong video đầu tiên thì bác sĩ Ngọc đã có chia sẻ rồi đó. Vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu rõ hơn về khái niệm lỗ chân lông và làm thế nào để cho lỗ chân lông của chúng ta luôn thông thoáng, thì đây chắc chắn là một câu hỏi mà các bạn bị mụn luôn luôn phải chăn trở rất nhiều. Và lỗ chân lông thông thoáng thì có nghĩa là ở trong lỗ chân lông của chúng ta thì những tế bào sừng đã chết sẽ được đẩy ra bên ngoài, được bài tiết ra bên ngoài chứ không bị đọng lại ở bên trong lỗ chân lông. Và đồng thời là khi tuyến bã đổ vào trong nang lông thì bã nhờn cũng sẽ được đưa lên bề mặt da chứ không bị bít tắc lại ở trong nang lông. Và mình vẫn thường nói với cả các bạn cơ địa da dầu rằng đừng quá lo lắng, bởi vì dầu không đáng sợ. Vì thực chất, dầu khi được tiết lên trên bề mặt da thì sẽ giúp cho da của chúng ta có một bề mặt khỏe mạnh, mềm, ẩm và chống thấm nước. Và như vậy thì dầu không hề đáng sợ, chỉ có dầu bị bít tắc trong lỗ chân lông thì mới đáng sợ thôi các bạn ạ. Và những phương pháp để có thể làm thông thoáng lỗ chân lông thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chỉ nêu gọn tóm tắt tiêu đề của một số phương pháp thôi. Còn để giải thích kỹ hơn thì sẽ hẹn các bạn ở trong một số những video sắp tới. Bởi vì hôm nay thì từ đầu đến giờ chúng ta đã làm quen với những khái niệm mà tưởng như là cũ nhưng thực ra lại rất là mới và cũng khá là choáng ngợp rồi. Và trên đây thì sẽ là điểm tên một số phương pháp có thể giúp cho chúng ta có tình trạng lỗ chân lông luôn thông thoáng. Thứ nhất là tẩy tế bào chết thường xuyên, thì chúng ta có thể sử dụng tẩy tế bào chết vật lý hoặc là tẩy tế bào chết hóa học, tùy thuộc vào tình trạng da cụ thể và trong từng giai đoạn khác nhau. Thứ hai là sẽ tẩy trang kỹ cuối ngày trước bước sữa rửa mặt. Thứ ba là có thể xông hơi nước nóng từ 1 đến 2 lần một tuần và kết hợp thêm tinh dầu xả, chanh hoặc bưởi thì có thể sẽ giúp chúng ta thư giãn hơn. Thứ tư là sử dụng mặt nạ đất sét thì cũng sẽ giúp hút bớt dầu thừa và loại bỏ tế bào chết trên bề mặt da. Thứ năm là tránh tì đè lên da trong thời gian lâu từ các vật dụng, ví dụ như là gối, mũ bảo hiểm, khẩu trang hoặc là tì tay lên da thì chúng ta cũng rất là tránh điều này. Và cuối cùng là sẽ lựa chọn những sản phẩm dưỡng da, chăm sóc da và kem chống nắng phù hợp với tình trạng da của mình để hạn chế bị bít tắc.
Vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu với nhau về khái niệm lỗ chân lông và các phương pháp để giúp cho lỗ chân lông của chúng ta luôn thông thoáng. Và nếu như các bạn muốn được biết thêm nhiều hơn nữa những kiến thức điều trị mụn và các tips chăm sóc da mụn thì hãy nhanh tay ấn đăng ký kênh YouTube của bác sĩ Ngọc và ấn vào hình quả chuông để chúng ta sẽ có thể nhận được thông báo về video của bác sĩ Ngọc sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.